Sắp hết giờ rồi, sao mọi người chưa về? Dạ, Dạ. xong việc là em về liền anh. Chị Lan ơi, về chưa? Đi chị. Ờ, về em. Em ngồi đi. Không cần đâu, tôi sẽ vô thẳng vấn đề luôn. Anh muốn có Tuấn Đạt, nó đã về với anh. Anh muốn có công ty, giờ đã là chủ tịch. Anh còn muốn gì nữa? Em thừa biết là anh muốn gì mà. Anh đừng có quan tưởng, tôi sẽ không bao giờ quay trở về với anh. Vậy mục đích của em tới đây làm gì? Tôi muốn anh hãy trả lại cổ phần cho anh Nam. À, thì ra ông ta không làm gì được, nên kêu em tới đây năn nỉ anh sao? Chuyện này không liên quan gì đến anh Nam. Nếu em thẳng thắn như vậy thì anh cũng thẳng thắn với em luôn. Anh đồng ý, nhưng với một điều kiện. Anh đã chuẩn bị sẵn chưa? Chỉ cần em rời xa ông Nam, anh sẽ làm theo chuyện gì em. Ủa, sao mà cáu vậy mập? Đâu có không, tại lột hành nhiều quá, hành bay vô mắt, nước mắt nó bay ra ngoài thôi. Vậy mà tao cứ tưởng mày đang tương tư con nhỏ nào chứ. Anh hai. Anh trời. Anh hai còn mệt không? Anh khỏe nhiều rồi. Má đâu mà sao em phải tự nấu ăn vậy? Em không biết nữa. Anh nếm thử món này đi, em làm cho anh tẩm bổ đó. Anh ăn thử đi. Bộ dở lắm hả anh hai? Không, anh chọc em đó. Em mới biết nấu lần đầu mà ngon như vậy là khá lắm. Ba, hai anh em có chuyện gì mà vui quá vậy? Anh hai chọc con đó ba. Mập ốm, vô bếp ăn cơm đi. Dạ, cảm ơn cô. Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Vào ăn cơm, vào ăn cơm. La 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 la. Nếu không ăn cơm thì sẽ hết cơm. La 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 la. Ăn nhiều quá thì sẽ bị no. À, má về. Má, má ngồi xuống đi má. Má. Má, má đi đâu mới về vậy má? Má đi gặp một người bạn cũ. Thôi ba má ăn cơm đi. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Má ăn thử đi. Tất cả thức ăn ở đây đều do Ngọc nấu hết đó. Má, được không má? Má có sao không? Có cần con gọi 115 cho má không? Anh hai này. Ngon lắm, tiến bộ hơn trước rất nhiều. Thấy chưa anh hai, anh cứ chọc em hoài à. Thôi, cả nhà mình ăn cơm đi. Ba, ba suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện mua cổ phần của ông Bình có cần thiết không? Tài chính nhà mình đang thiếu hụt. Con còn đang mệt nên giữ gìn sức khỏe, đừng quan tâm vào chuyện công ty làm gì thêm đau đầu. Má đừng lo, con đã khỏe nhiều lắm rồi. Ủa anh hai, anh khen em nấu ăn ngon mà sao không ai ăn, toàn nói chuyện công việc không vậy? Đâu có đâu, tại anh sợ ăn nhanh hết thức ăn anh lại thèm. Anh đừng có lo, em nấu nhiều lắm. Mập ốm. Dạ. Hai anh đem thêm đồ ăn lên đây cho tôi. Thôi, còn đâu em? Tại sao hết?
tôi nói nhiều lắm mà. Tụi tôi ăn hết rồi, khẩu phần mấy người có nhiêu ăn hết ráng chịu. Đúng rồi. Khối u ở màng não của cậu có kích thước lớn, lại được nuôi dưỡng bởi những mạch máu xung quanh. Nếu tiến hành phẫu thuật sẽ rất là nguy hiểm. Như vậy là không thể phẫu thuật được à? Cũng không hẳn, nhưng tỷ lệ thành công cũng không cao. Vì những ca phẫu thuật dạng như thế này thường rất phức tạp, có thể gây tai biến chảy máu và dẫn đến tử vong. Cậu hãy suy nghĩ cho kỹ. Có phải là Quỳnh không? Ừ. Đẹp quá. Cô ấy chuyển qua người mẫu từ bao giờ? Bài viết rất sắc sảo, lại được đăng ảnh trên trang bìa của tạp chí nổi tiếng nữa. Anh quá là không đơn giản. Em cứ đùa, PR là nghề của anh mà. Với người khác, phải tốn rất nhiều tiền mà chưa chắc đã được đăng đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô Quỳnh này mà không có được sắc dốc như vậy, dễ gì chấp nhận. Em á, đúng là có con mắt tinh đời. Vậy anh còn đợi gì nữa? Anh chính là chờ câu nói này của em đó. Người của em mà anh đâu có tự tiện được. Anh Đốc, tôi nghe nói công ty của anh mới có một người mẫu sáng giá lắm phải không? Ôi đừng có diễn nữa, tụi tôi đã tới tòa soạn và nghe người ta nói là của bên ông đưa lên. Cho chúng tôi biết thông tin của cô ta đi, công ty của ông cũng được lợi mà. Cổ là người ở đây hay là ông ngoại vô vậy? Cô ta có ở đây không? Tôi muốn làm một cuộc phỏng vấn độc quyền giúp cô ấy. Đúng rồi, làm ơn cho tôi phỏng vấn cô ta đi. Cả mọi người bình tĩnh đi, bình tĩnh lại. Ủa Đốc, quay gì ở đây? Ồ may quá, gặp cô Yến ở đây, tôi có chuyện cần hỏi cô. Ủa, anh Mai Cô Hùng đây hả? Tôi nghe nói anh đang quay phim ở Phan Thiết mà. Ờ đúng rồi đó. Cô gái này có phải hồi xưa làm ô sin trên nhà Phi Đằng không? Anh gặp tôi chỉ để xác định thông tin này thôi sao? À không, thật ra là tôi đang quay quảng cáo cho một khu resort. Tôi thấy cô gái này rất hợp với hình mẫu mà tôi đang tìm. Đúng vậy, cô gái này trước đây là ô sin ở nhà anh Phi Đằng. Trời ơi, lên quá ta, ô sin cũng có thể làm người mẫu được. Sao vậy? Anh thấy đẹp mà. Không phải, ý là họ có biết gì về em đâu mà họ có giết lung ta lung tung. Thì cũng vui mà. Miễn sao đó không phải là những thông tin tiêu cực là được rồi. Vậy là anh ủng hộ em chuyện này hả? Anh đã nói rồi, nếu chỉ vui thôi thì có sao đâu. Còn để dấn thân vào con đường này thì... Nè, đứng đây nè, nhìn lên. Ủa, anh Phi Đằng có ở đây nữa hả? Mấy anh tìm tôi. À, chào cô, tôi là đại diện của công ty sản xuất cây lau nhà. Dạ. Tôi muốn mời cô làm người mẫu đại diện cho sản phẩm của chúng tôi. Đẹp như cổ, ai lại đi quay quảng cáo khô cằn như vậy? Cô hãy làm đại diện cho hãng đồ lót của chúng tôi. Mà tôi thấy á, gương mặt của cổ rất hợp với sản phẩm của công ty chúng tôi, đúng không cô Quỳnh? Cô có thể chụp hình cho tạp chí của chúng tôi vào tháng tới được không ạ? Tôi muốn mời cô qua Mỹ đóng phim quảng cáo ở resort 7 sao. Tương lai sẽ tươi sáng hơn, mà còn có cơ hội được đóng phim ở Hollywood nữa. Xin lỗi, lịch làm việc sắp tới của cô như thế nào? Cô đã ký hợp đồng với ai chưa? Cảm ơn tất cả mọi người. Nhưng mà hiện tại là tôi cũng chưa biết có đi theo con đường này hay không, cho nên là tôi cũng chưa trả lời cho mọi người câu hỏi này được. Tôi cần hỏi anh Phi Đằng đã. Wow. Ý anh sao anh Phi Đằng? Nói đi. Ý kiến của anh thế nào? Anh Phi Đằng nói đi. Con đang làm gì vậy?
đang lo mấy cái giỏ đem đi bán. Nhưng những cái giỏ này má mua cho con, sao con lại đem đi bán? Cây giỏ này hôm trước má mua tặng sinh nhật cho con còn rất thích mà. Nhưng sách mấy cái giỏ này phải đi xe hơi, nhà hàng, khách sạn 5 sao. Không lẽ còn sách đi chợ mua rau? Ừ, con cứ giữ lại làm kỷ niệm cũng được mà. Nhưng con hết tiền xài rồi, con cũng phải chi tiêu những gì cơ bản của con gái chứ. Chào cả nhà. Tôi đi từ trước ra sau mà không thấy ai hết á. Cũng may là có anh Mập chỉ, nên tôi mới biết là ông đang ngồi đây. Ồ, nhà cửa ngon lành quá ta. Sân trước sân sau rộng rãi quá ha. Kiếm tôi có chuyện gì vậy? Thì vẫn chuyện cũ, vẫn câu hỏi cũ. Tới bao giờ anh mới thanh toán nợ nần cho ngân hàng chúng tôi đây? Chuyện công việc, sao không lên công ty mà lại tới đây? Bây giờ tôi lên công ty đâu có ai chịu nhận đâu. Người cũ thì nảy qua người mới. Giờ tôi chỉ biết tìm ông thôi. Ông tính sao thì tính, tôi cũng hết cách rồi. Thật sự là bây giờ tôi đang gặp rất nhiều khó khăn. Nè, căn nhà này rộng rãi quá, sao không bán đi, trả nợ ngân hàng. Suy nghĩ kỹ nha. Ô, ha, nó đẹp quá ta. Bà đã suy nghĩ kỹ chưa? Vậy là bà đơn phương ly hôn mà không có sự đồng thuận của chồng bà sao? Các con tôi đã lớn và tôi không đòi hỏi bất kỳ quyền lợi gì. À, vậy là ông già không còn khả năng đó nữa hả? Mọi lý do tôi đã trình bày trong tờ đơn. Ủa, Trịnh Bủ Nam, tôi biết ông này. Có phải là ba của Phi Đằng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, tưởng ai chứ Phi Đằng là tôi rành lắm. À, ủa mà cái vụ lùm xùm với cô Tâm nó sao rồi? Luật sư à, ngoài chuyện ly hôn ra, tôi còn muốn nhờ ông một chuyện khác. Chuyện gì? Sao cứ rầu rĩ hoài vậy con gái? Dạo này nhà mình xảy ra nhiều chuyện quá, sao con không buồn được? Tự nhiên cuộc sống có đầy đủ hết, đùng một cái mở mắt ra không còn cái gì hết, giống như là rớt từ trên trời rớt xuống vậy. Cũng nhờ có cuộc sống như vậy mà con biết được nhiều thứ, hiểu được nhiều chuyện. Đôi khi cuộc sống sung sướng quá cũng không tốt đâu con. Bà có biết câu chuyện con cáo và chùm nho không? Ê, cái này tôi biết nè, ý câu chuyện này á là con cáo á nó nhảy không tới chùm nho rồi nó chê nho xanh đúng không? Không phải, ý câu chuyện này gì nè, là con cáo nó quen ăn thịt bò, thịt gà, thịt chuột nè, pizza nè, nên nuôi dơi xanh không ăn được.
Hai đứa này con tính sao đây? Con thuê tụi nó rồi, tiền đâu mà trả? Dạ, họ không cần phải trả lương đâu ba. Đúng rồi đó, nô lệ không cần trả lương, chỉ cần ngày chăn ba bữa đủ rồi. Với lại á, buổi tối gia đình hạn chế tâm sự đêm khuya và cho mượn chỗ ngủ là được rồi. Dạ. Chào gia đình. Chào gia đình. Gia đình xin chào anh. Dạ. Con là ai vậy? Hả? Cái gì đây? Đại ca, đại ca. Hình như á, ba cô chủ mình á, không biết đọc chữ. Bởi vậy người ta nói, cái tuổi gần đất xa trời, người ta hay lú lẫn lắm. Hai anh im đi, ồn ào quá. Chuyện này là sao? Tôi đại diện cho bà Trần Hà Phương, tôi tuyên bố tôi chính thức ly dị ông. Cái gì? Bà khóc, bà Phương ly dị ông mới đúng. Cậu ăn nói lảm nhảm cái gì vậy? Tôi biết lòng đang đau khổ lắm, nhất thời không chấp nhận được sự thật này. Nhưng mà tôi khuyên ông, khi không yêu, không hợp nhau thì thôi. Nếu kéo không hạnh phúc đâu, tương lai còn dài, tìm cho mình một người khác thích hợp hơn đi. Cậu bị điên rồi, ra khỏi nhà tôi ngay. Bất là đó, còn là khác. Cái đại đứa ký gì mà ký? Đi ra khỏi nhà tôi mau, nhanh lên. Cũng khuyên ba cô tiến đi, già rồi đừng có cứng đầu quá. Người ta không yêu mình thì thôi. Già rồi mà còn si tình, đứt cho cười cho. Cậu có đi ra khỏi nhà tôi không? Tìm ký đi rồi tôi đi ra. Mập ốm, dạ. Tống cổ thằng đi này ra khỏi nhà cho tôi. Dạ. Ê, em nói, ông có quyền đấy. Những tờ nấu vòng sẽ làm bỏ ra. Mập ốm này, đi làm như làm theo yêu quần không cho bà. Anh nói láo, bá tôi không bao giờ làm như vậy. Ông ấy nói đúng. Đi. Buông ra. Xin lỗi. Đây là ý của má. Như vậy là sao hả em? Vậy là sao học? Vậy là sao Linh Sơn? Xin cho hỏi đây có phải nhà của ông Bình không? Dạ phải ạ. Ông Bình đang ở đâu? Dạ đang ngồi trong đó. Quản gia mà đặt hỏi ghét. Chào ông Bình. Tôi xin tự giới thiệu với ông, tôi là luật sư Hà Văn Rứa. Mà anh tới đây làm cái gì? Đẹp trai, thông minh, hỏi một câu hỏi rất là mông lung. Không có chuyện tới đây làm gì, hả? Quản gia bày đặt rắc rối. Dạ, mời ông anh ngồi. Tôi nghĩ là chuyện này rất là quan trọng, không nên để tên quản gia ở đây. Đây là con tôi. Hả? Con anh? Hay quá. Đẹp trai. Ông anh cũng quá đẹp trai. Hai người giống nhau như đúc vậy đó. Tôi nhìn lên tôi biết rồi. Thực sự là tôi giả bộ thôi. Thôi, mình vô vấn đề chính nha. Đây. Tôi là đại diện cho thân chủ của tôi là bà Trần Hà Phương. Hôm nay, tôi tới đây để thông báo với ông về chuyện ly dị giữa bà Phương và ông Trịnh Bú Nam. Đó, bà thấy chưa? Con đã nói rồi mà. Tôi đến đây theo ý của bà Phương và muốn xác nhận có phải ông sẽ chuyển nhượng số cổ phần của ông ở công ty A&E cho bà Phương sau khi bà Phương ly hôn với ông Nam. Chuyện đó có đúng không? Đúng. Vậy thì mời ông ký xác nhận vào đây. Vì đơn xin ly hôn đâu? Có chứ, đầy đủ. Tôi lúc nào cũng đầy đủ. Đây. Để...
Phiên tòa này chắc chắn tôi sẽ theo dõi. Ở đây đẹp quá anh hả? Ngày trước khi anh còn mơ hồ về căn bệnh của mình, anh nhớ có lần anh đã cùng với quan tài đi kiếm kẻ ăn mày bí mật ở đây, nhưng không ngờ người đó lại chính là anh. Nhắc tới quan tài em mới nhớ, không biết giờ này là anh ta đang ở đâu và làm gì, không thèm liên lạc gì với em cả. Quan tài là người tốt, tuy thời gian ở cùng anh thường gây khó dễ cho anh, nhưng chung quy anh cũng vì lo lắng cho em thôi. Nghĩ lại thời gian đó, chúng ta như là một gia đình, sống với nhau rất là vui vẻ. Bây giờ gián tiếng léo nhéo của ổng, một mình em cũng thấy buồn và nhớ. Đôi khi anh tự hỏi trong cuộc sống này, hạnh phúc thật sự là gì? Và điều mà con người ta cần thật sự là gì? Anh đang có tâm sự hay sao? Giả sử nếu căn bệnh của anh mãi mãi không thể chữa lành được, anh là một kẻ ăn mày thật, thì em sẽ đối xử với anh như thế nào? Em đã đến với anh rồi, là em chấp nhận tất cả mọi thứ của anh. Cho dù là anh như thế nào thì em vẫn mãi yêu anh mà. À, anh đồng ý cho em đi làm người mẫu thiệt sao? Miễn em vui là được rồi. Không biết chừng sau này em còn giúp được anh, giúp được công ty thì sao? Em cũng hy vọng là được như vậy. Tất cả mọi chuyện là do chị Yến nghĩ ra đó. Cô ấy trong công việc thì rất là nhiệt tình, giúp đỡ anh được nhiều thứ, còn biết quan tâm nhiều đến mọi người xung quanh. Yến đúng là rất tốt. Vậy anh có hỏi tiếc khi đến với em không? Sao em lại nói như vậy? Anh đến với em bằng tình yêu thật sự, chứ không phải vì tất cả những gì em đã làm cho anh. Anh biết, em cảm nhận được điều đó. Còn với Yến bây giờ, anh với cô ấy chỉ là bạn. Trước đây chị Yến đã có kinh nghiệm làm quản lý cho anh, bây giờ mà chị chịu đứng ra giúp em thì hay biết mấy ha. Anh cũng nghĩ như vậy đó. Nhưng mà để anh nói chuyện lại với Yến, mà ai làm trợ lý cho em? Có một người, anh chứ ai. Gặp em nơi đó, tìm em ở đâu, gặp em không biết em có hay không ở đâu. Ôi thế gian là nơi những trái ngang. Sau khi xem xét đơn thuận tình ly hôn của bà Trần Hà Phương và ông Trịnh Bửu Nam, đồng thời nghe lời khai của hai bên, thấy những yếu tố để duy trì hôn nhân không còn nữa, tòa tuyên bố chấp thuận cho hai bên được hủy bỏ hôn thú như nguyện vọng. Cả hai bên đều không có tranh chấp về tài sản chung, con cái đều đã trưởng thành, cho nên việc ly hôn không có vướng mắc gì hết. Tòa tuyên bố việc ly hôn được chấp thuận. Má tôi về vì ba tôi mắc mớ và anh phải buồn. Ủa, bộ tôi nói không đúng sao? Anh á, có liên quan gì tới chuyện này? Lẽ ra anh á, không nên tới đây phải. Đúng cái gì hả? Thôi đi. Ê, đây là tòa án nha, nơi thi hành luật pháp đó. Anh không có được làm bậy à.
má quyết định như vậy là đúng đó. Bây giờ mọi chuyện cũng đã xong rồi. Trong vài hôm phút, má chỉ với con biết. Con về trước đi. Má, thôi, con về trước để má. Con đã chuẩn bị sẵn một phòng cho ba với má rồi. Một căn phòng rất là lãng mạn. Từ nay gia đình mình sẽ sống chung một nhà. Con về trước nha. Má. Má, sao má lại quyết định như vậy? Má không còn thương con nữa sao? Má xin lỗi. Con mang cái này về với ba giúp má. Má, thì đã là vì cái này mà má rời bỏ gia đình, rời bỏ con không má? Ngọc, con, em làm cái gì vậy? Em không biết là gì tờ giấy này, má đã phải đánh đổi như thế nào không hả? Má làm chuyện này là vì gia đình không à? Sau này không còn má ở nhà, các con nhớ chăm sóc cho ba, nhớ nhắc ba con uống thuốc đúng giờ. Má. Má, má đừng bỏ tụi con đi mà má. Má. Chúc mừng anh đã đạt được hai mục tiêu. Thứ nhất là đã khiến cho công ty A&E điêu đứng với một đống nợ. Thứ hai là đẩy được hai vợ chồng họ xa nhau. Đúng rồi, trời ơi, vợ chồng mà xa nhau là buồn lắm đó. Buồn là cái chắc luôn. Bây giờ công ty đó như một đống hỗn độn. Muốn khôi phục lại sản xuất cũng không phải dễ. Phải mất một thời gian dài. Với tình hình này thì anh Nam yêu quý của chúng ta cũng không cầm cự được bao lâu đâu. Phá sản chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chính xác, thời gian chứ còn là vấn đề thời gian thôi. Xin mời. Rồi, vô. 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 Ông Minh. Ồ, quay tới kìa. Hân hạnh, hân hạnh, hân hạnh. À mà quên, hình như là mày tới lộn chỗ rồi. Ở đây đâu phải bệnh viện tâm thần. Khốn nạn. Bà. Ây da. Trời ơi, sao cậu đánh tôi? Lộn rồi, mình về nhà mà. Tại mày, tại mày. Chú ơi, đừng có đánh chỗ đó, uổng lắm. Mày uổng cho tao đâu uổng. Mày. Sao? Mày muốn chơi nữa không? Bốn đứa tụi tao chấp bổ tụi này luôn. Ừ quên, còn đứa nữa. Ừ, ý lượng. Có cần tao kêu bà mẹ trẻ của mày tới cứu viện cho mày không? Mẹ ơi, cứu con với, cứu con với. Con chịu không nổi mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ mày đâu? Mẹ. Chào. Mời. Ơi, mọi người chú ý nha. Rồi, xin mọi người chú ý nha. À, hôm nay tôi xin thay mặt cho ban tổ chức chương trình xin cảm ơn ông Thịnh Vượng là nhà tài trợ chính của cái đêm hội quyền bí. Xin chúc mừng. Rồi, mời mọi người nâng ly nha. Đó là chủ tịch của tập đoàn Thịnh Vượng, người rất có thế lực và giàu có thành phố. Quỳnh đang lo lắng chuyện gì vậy? Hôm nay là ngày gia đình anh Phi Đằng ra tòa. Em lo quá, không biết bây giờ mọi chuyện ra sao rồi. Quỳnh ráng ở đây thêm chút nữa đi, bữa tiệc cũng sắp kết thúc rồi mà. Mệt. Dạ, mời anh. Quỳnh,
Quỳnh ở đây nha, tôi ra ngoài chút. Dạ. Chào em. Anh tên là Nguyễn Quỳnh Thịnh Dưỡng. Rất vui được làm quen với em. Dạ, chào anh. Em tên là Đông Quỳnh. Thành phố này ai mà không biết em chứ. Sắp tới anh sẽ khánh thành một vùng căn hộ cao cấp. Em có thể tham gia quảng cáo cho công ty anh được không? Dạ, việc này để em bàn lại với quản lý của em. Có thể ngày hôm đó mà em không có show thì chắc không có vấn đề gì đâu ạ. À. Được không? Quỳnh à, chị có việc gấp phải về trước. Quỳnh đã lại, kiếm xe khác về nha. Dạ. Chào ông. Chào em. Sao tự nhiên anh lại tới tìm ổng để làm gì? Để bị đánh ra nông nổi như vậy? Hay là để em gọi công an bắt ổng nha? Là anh vô cớ vào công ty đánh người ta trước. Lần sau con đừng có làm chuyện dại dột như vậy nữa. Nếu con không nghĩ cho bản thân thì con cũng nghĩ tới gia đình chứ. Lần này cũng may chỉ bị nhẹ. Con biết rồi, con xin lỗi ba. Cậu, trời ơi, ai đánh cậu nông nổi này vậy cậu? Cậu nói đi, thằng nào đánh cậu tụi tôi sẽ trả thù cho cậu. Đúng rồi, mấy ngày nay em nấu nướng em ngứa tay ngứa chân quá, em muốn tái sức giang hồ. Rửa tay gác kiếm rồi, giang hồ dậy sóng, làm sao tao có thể làm ngơ được? Đúng, cậu nói đi, nó là ai? Ai? Là ông Bình đó. Sao đã biết là ai rồi mà sao ông đi xử đi? Thôi, chắc em lặn khỏi giang hồ lại đây. Cái chuyện của ông Bình á, nhường cho đại ca đi. Căng à, đó là ông chủ cũ của tôi mà. Anh Phi Đăng. Anh bị sao vậy? Anh bị ông Bình với anh Tuấn Đạt đánh ra nông nổi vậy đó. Em đừng nhắc tới chuyện này nữa. Sao ông ta lại tàn nhẫn như vậy chứ? Chị đây rồi, còn chị Quỳnh đâu sao không thấy? Tại vì đang ra mắt sản phẩm nên cổ không tới được. Anh đã đưa em về. Em ở ngôi nhà này à? Ngôi nhà hơi cũ. Anh kêu người đến sửa giúp em nha. Dạ cảm ơn anh, nhưng đây không phải là nhà của em. Em chỉ coi nhà dùm cho người ta thôi. Tại sao phải coi nhà dùm? Anh có đầu tư cho bất động sản, anh có thể tìm giúp em một căn nhà tốt hơn. Dạ. Chào anh. Anh bị làm sao vậy? Anh không cẩn thận bị trượt chân té thôi. Anh đi bác sĩ chưa? Không sao đâu em, chỉ bị ngoài da thôi. Lâu quá không gặp. Xin lỗi vì đã mạo muội đưa nghĩa của cậu vậy. Không có gì. Tôi phải cảm ơn anh vì anh đã đưa Quỳnh về giùm tôi. À thôi tôi về trước. Dạ. Yeah. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh kể cho em nghe đi. Là chuyện của ba má anh thôi. Chị Quỳnh ơi, Quỳnh, ngày mai á mình có lịch chụp hình với tạp chí. Thôi được rồi, tôi biết rồi. Có gì chị cứ qua kêu tôi là được rồi. Chị cứ về nghỉ ngơi đi nha. Anh, má vẫn quyết định ly hôn hả anh? Má làm vậy vì muốn cứu công ty. Anh đừng có buồn nữa nha. Một thời gian nữa rồi mọi chuyện sẽ qua hết.
Em nghĩ má sẽ trở về thôi. Anh cảm ơn em. Sao em không đeo nhẫn? Lúc nãy làm việc nên em tháo ra bỏ vô bóp. Chỉ khi nào làm việc em mới dậy thôi. Hay là em sợ người khác biết là em đã đến hôn rồi? Không phải như vậy. Anh đừng có hiểu lầm. Anh chỉ tiện đường để đưa em về thôi. Anh cũng biết là khi làm nghệ thuật thì không nên đeo trang sức mà. Anh xin lỗi. Tại gia đình anh có nhiều chuyện quá nên tâm trí anh không ổn định. Em vô nhà nghỉ đi. Anh về nhé. Cô chủ, tại tụi em tập công phu ấy á, đó chỉ đoàn binh đó cô chủ. Dạ, đúng rồi, bỏ lâu quá, cũng cần phải luyện tập để lấy lại phong độ đó cô chủ. Ồ, vậy hả? Vậy lấy lại được phong độ chưa? Có thể hạ sơn được. Vậy vô làm đồ ăn sáng, rồi kêu anh Phi Đằng xuống ăn cho tôi. Trời ơi là trời, hai người làm cái gì vậy? Trời ơi. Ôi, rồi đây nè. Rồi đây. Có kêu tôi mà cũng lâu làm sao? Ngọc ơi là Ngọc, em thương anh á thì em mau đuổi hai thằng này giùm anh đi. Đuổi gì mà đuổi? Ồ, cô đừng thương anh cô mà đuổi hai đứa tôi. Hai tôi gọi giá trị có lợi dụng. Thôi, vô buôn đồ ăn ra cho tôi đi. Dạ, đi đại ca. Nè, đây. Đây. Đi vô nhà giùm tôi đi. Đi sao được cô? Có cần hai tôi cõng ông chủ ở đây không? Thôi, khỏi cần, đi đi. Dạ, đi. Anh hai ăn đi. Ba ngồi xuống ăn sáng đi ba. Cũng vì tờ giấy này mà gia đình chúng ta tan hoang. Bây giờ ba giao hết lại cho con. Hãy thay ba quản lý công ty. Nhưng mà một mình con, sau bao nhiêu chuyện, ba không còn lòng dạ nào để tiếp tục công việc được nữa. Mọi chuyện bây giờ trông cậy hết vô con.
Ba nghe lời con đi, ba đừng buồn nữa. Cô tin rằng một thời gian nữa mới sẽ về với chúng ta thôi ba. Rồi tới lên em. Rồi. Đẹp. Cái nữa nha. Quá chuẩn. Rồi. Chờ anh chút nha. Anh xong việc sớm vậy? Sau này em không phải chụp hình cho sản phẩm của công ty Phương Bình nữa. Vậy hả? Nếu anh tổ chức sản phẩm mới mời em về làm đại diện, em có làm không? Thì không anh. Được vậy thì hay quá. Đương nhiên là em sẽ nhận lời hai tay hai chân rồi. Má sao rồi anh? Chuyện của má anh bất ngờ quá. Má có nỗi khổ riêng của má em mà. Má hy sinh vì tụi anh quá nhiều rồi. Anh không thể bỏ mặc má được. Nếu như em không ngại. Có chuyện gì ạ? Anh đưa má về chỗ của em được không? Dạ được chứ ạ. Em cũng muốn biết cảm giác có má ở bên cạnh sẽ như thế nào đây. Chắc chắn má anh với em sẽ rất là hợp nhau. Đáng yêu như em thì ai cũng thương hết. Từ lâu em đã coi má như má của mình rồi.